Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12, 2022. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và công tác kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh và thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dự báo tình hình an ninh trật tự xã hội năm 2023, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và đại diện cục thuế tỉnh trình bày nội dung về việc hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng thuế điện tử. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tuấn ủy viên thường vụ tỉnh quỹ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh quỹ đề nghị ban tuyên giáo các quyền quỹ thị quỹ thành quỹ cùng đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước của tỉnh năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 bằng hình thức phù hợp hiệu quả để nhanh chóng đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống ngoài ra các báo cáo viên cũng cần tập trung tuyên truyền chỉ thị số 30 của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động tết nguyên đáng quý mão năm 2023 và tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông sử dụng pháo và vật liệu nổ phòng chống dịch bệnh và các sự kiện quan trọng khác của đất nước